Kính thưa tất cả các cô chú bác, các anh chị, các bạn, các em thân mến. Hôm nay Quốc Võ chia sẻ một cái chủ đề rất đặc biệt mà nhiều người quan tâm. Nói về cái nạn mà kỳ thị người châu Á trong thời gian vừa qua. Khi mà các vụ xô xát, đánh đập, thậm chí là bắn giết xảy ra trên đất Mỹ. Sau khi mà Covid nó vừa mới bắt đầu là nó chớm chớm kiểu như là người ta thoải mái bắt đầu người ta ra ngoài người ta làm việc lại đó. Tức là cái tình trạng mà đóng cửa nó dần dần nó được hồi phục lại. Đó. Và các cơ sở kinh doanh, thương mại đã mở cửa lại từ từ, từng phần một để bắt đầu là làm việc. Nhiều người đã được chích vaccine cho nên họ cũng bớt cái nỗi lo âu khi mà ra ngoài. Vì vậy cho nên là mới bắt đầu đi làm lại thôi là xảy ra những cái vụ mà kỳ thị chủng tộc rồi đặc biệt là người châu Á của mình. Đó. Rồi... có những cái cuộc mà chạm trán nhau rồi xảy ra xô xát gây thương tích trầm trọng, thậm chí là có một những cái tên mà cái như là bị cuồng đó, bị cái như là không có được bình tĩnh, không có được nó bị hơi thần kinh đó. Cầm súng vô bắn chết người ta tới 8 người, gây ra cái sự lo âu sợ hãi cho những người châu Á mà đặc biệt là người dân Việt Nam của mình. Cho nên là những ngày vừa qua là rất là nhiều những cô chú bác, những anh chị bạn bè của Võ cũng điện thoại để hỏi thăm về vấn đề về làm sao để mua vũ khí tự vệ, đặc biệt là mua súng tự vệ. Thì cái vấn đề về cách tự vệ đó thì ai cũng cần thiết cả. Cho dù mình sống ở bất cứ nơi nào thì cũng có người tốt, người xấu. Đặc biệt là những cái tên mà xấu đó, nó chuyên môn, nó rình rập, nó như là tiếp cận và nó tấn công những người phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhất là những bà, những cô mà đi làm ra vào buổi chiều chẳng vạn tối đó, ra những cái khu bạc kinh vắng vẻ để lấy xe để làm về đó, rất nguy hiểm. Hoặc là thậm chí bây giờ là ngay ban ngày ban mặt luôn, xông thẳng vào trong tiệm luôn, tiệm nail, tiệm tóc, tiệm massage v.v. để có thể là hành hung hoặc là ra tay sát hại. Cái điều đó rất là nghiện, là gây ra sự nghiêm trọng, gây ra nhiều cái lo âu cho cộng đồng người Việt. Các bạn thấy rõ ràng là vừa qua là ông Ngọc Phạm này ở San Francisco đó, ngày thứ tư tháng 3 vừa qua, tức là 17 tháng 3 vừa qua, đã bị một cái người đàn ông da trắng đánh bị thương. Nhưng mà ngay sau đó thì cái thằng da trắng này đó, nó cũng bị một cái bà này là người Trung Quốc, bà tên là Sao Zhen Xi. Đó, bà đánh lại cái thằng mà Steven Jenkins á. Tức là nó thấy những người mà châu Á, nó bất kể là người nào, bởi miễn là cái châu Á là nó tấn công. Thì có tờ báo chí đăng nè, Quốc Võ đang coi trên tờ báo Người Việt, nói về cái ông mà ông Việt Nam, tức là ông Ngọc Phạm đó, bị tấn công, bị thương ở ngay mặt, máu me tùm lum. Đó. Và ông này ông 83 tuổi rồi các bạn, ông lớn tuổi rồi. Sau khi bị đánh thì ông Ngọc này ông té xuống đất, bị chảy máu và bầm vài chỗ trên đầu. Ông còn bị nứt xương mũi và có thể bị chấn thương cổ nữa. Ông Ben Mott là quản lý của trung tâm thiếu niên cộng đồng San Francisco cho biết rằng trung tâm này đã đang thay mặt gia đình ông Ngọc mở trang GoFundMe để trả các chi phí y tế cho ông. Tuy nhiên thì ông Ngọc này thì vẫn được giữ cái vẻ bình thản, vì cho biết là mình đã từng vượt qua được 17 năm trong trại cải tạo ở Việt Nam. Đó. Rồi sau đó thằng nghi can này đó là thằng Jenkins này đó, nó bị bà Sao Zhen đánh tiếp. Thì ngày hôm qua một nhóm những thanh niên gốc Việt, trong đó có nhiều lứa tuổi lắm, ở Orange County này nè, họ đi bộ để tuần hành, nói chung là về biểu tình đó, cái vụ mà kỳ thị chủng tộc và châu Á này. Cái tựa đề mà họ đặt ra tên là Walk to End Hate. Đó. Tức là mình đi bộ để mà mình coi như là kết thúc đi những cái chuyện mà bị kỳ thị chủng tộc đó các bạn. Mà về châu Á đó. Những người trưởng nhóm đó là cô là Vivian Lê. Trưởng nhóm đó họ là cho biết là những cái vụ bạo hành ngược đãi người gốc Á tại Atlanta, Georgia, San Francisco vừa qua chỉ là
kết quả tất yếu những thù ghét ngấm ngầm từ bấy lâu nay thôi. Và chúng ta không thể lặng thinh được nữa. Cái vụ thứ nhất mà cô muốn nói đến là 8 người bị bắn chết ở Atlanta, trong đó có 6 người AAIP. AAPI đó. Còn cái vụ thứ nhì là 2 người cao niên. Đó, cũng là gốc châu Á luôn ha, bị hành hung nữa giữa ban ngày tại San Francisco. Sau khi nhóm nhỏ của cô Vivian đứng ra kêu gọi buổi đi bộ chiều, chiêu tập được khoảng chừng 70 người gồm các sắc tộc châu Á như là Việt Nam, Nhật, Philippines, Nam Hàn v.v. Hôm nay đó, Quốc Võ xin mạn phép là làm một cái video clip. Tại vì rất là nhiều bạn bè gần xa điện thoại tới hỏi cái cách nào mà để phòng chống tội phạm khi mà bị tấn công đó. Thì Quốc Võ sẽ có một vài cái ý kiến trong một cái video clip đã làm rồi. Thì hôm nay Quốc Võ xin upload lại cái video clip này để cho các bạn, những người nào mà đang sống tại Mỹ thì có thể xem, để chúng ta có một cái khái niệm về những cái vũ khí mà tự vệ. Những cái vũ khí tự vệ mà Quốc Võ đang chuẩn bị mà nói sau đây đó là những cái vũ khí tự vệ có thể là mua được trên mạng một cách là legal, tức là nó đúng luật, không cần phải có giấy tờ. Bởi vì ví dụ như là những cái stun gun là roi điện, hoặc là những cái pepper spray tức là bình xịt hơi cay, hoặc là những cái súng mà bắn mà BB gun tức là bắn đạn cao su hoặc là đạn metal đó, súng mà bắn bằng gas á, thì những cái súng này thì các bạn có thể mua trên thị trường mà không cần bất cứ một cái giấy tờ gì, không cần một cái bằng cấp hoặc là license gì cả. Trừ trường hợp bạn mua mà súng thiệt thôi. Đó, thì nếu như các bạn nào mà muốn mua súng thiệt để tự vệ đó, thì có thể liên lạc với Quốc Võ, để Quốc Võ sẽ có thể là mình tư vấn cho các bạn cái cách học như thế nào, cái cách học để ra một cái bằng nó gọi là handgun safety như thế nào. Rồi các bạn ra ngoài nhiều chỗ tiệm súng, các bạn làm một cái test 30 câu ra sao. Rồi các bạn chọn súng như thế nào cho hợp với lại cái tay của mình, và cái cách nhắm bắn như thế nào, thì Quốc Võ sẽ có những cái lớp huấn luyện. Thì bây giờ mời các bạn hãy cùng theo dõi một cái clip ngắn sau đây. Quốc Võ chỉ cho các bạn cái cách mà có thể là mình làm thế nào để mình mua một cái công cụ gì đó để mình hỗ trợ cho cái việc tự vệ của mình. Nha các bạn nha. Trong thời buổi hiện tại bây giờ là vàng thao lẫn lộn, cướp bóc tràn lan, rồi kỳ thị sắc tộc vân vân, rất là nhiều thứ mà chúng ta làm cho chúng ta phải lo lắng trong khi chúng ta đi làm ra ngoài đường, hoặc là chúng ta đi làm về những khu vắng vẻ người, chúng ta lúc nào cũng phải cảm thấy lo lắng bất an. Vì vậy cho nên nếu có một cái công cụ nào đó hỗ trợ cho chúng ta khi chúng ta bị tấn công để tự vệ đó, không chỉ cho bản thân chúng ta mà cho gia đình chúng ta nữa, thì cái điều đó còn thiết. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi nha. Ok. Hello, Quốc Võ xin mến chào tất cả các anh chị các bạn nha. Hôm nay là một cái đề tài rất là đặc biệt. Quốc Võ muốn chia sẻ với tất cả các anh chị các bạn một cái câu chuyện về những cái vũ khí để phòng thân. Thì trong thời gian vừa qua đó, ông thống đốc tiểu bang California, ông đã có lệnh là sẽ thả ra rất là nhiều tù nhân. Nghe nói là tới 8.000 tù nhân rồi các bạn. Cho nên làm gây ra những cái hoang mang, những lo lắng cho người dân ở khắp nơi, đặc biệt là tiểu bang California. Và thứ nhất là ngay chỗ trung tâm của người Việt Nam mình sinh sống, đó là Lido Sài Gòn, ngay cái đại lộ Bosa, thì cũng đã xảy ra nhiều cái vụ cướp. Thậm chí nó không từ một thủ đoạn nào cả mà vô nhà của dân để cướp của, mà nếu như mà dân mà chống cự lại đó thì chúng sẽ ra tay rất là ác độc, có thể là giết người không có ghê tay. Vì vậy cho nên là rất là nhiều bạn bè Quốc Võ muốn Quốc Võ làm chỉ cho cái cách nào để chúng ta có thể là tự vệ, chống lại bọn chúng khi mà bọn chúng tấn công mình, để có thể là có thể bảo vệ cho bản thân, bảo vệ cho người nhà của mình, bảo vệ cho vợ con, họ hàng v.v. Thì những cái vũ khí nào có thể là cho phép sử dụng mà không có sợ bị dính tới cái pháp luật. Giống như là ví dụ như là sở hữu súng đi. Sở hữu súng thì cần phải có những cái bằng cấp gì, cần phải học ở đâu,
rồi thi cử thế nào, rồi sở hữu ra sao, mua khẩu súng loại nào thì tốt nhất, vân vân. Rất là nhiều người hỏi những câu hỏi đó. Và vừa qua thì Quốc Võ cũng đã chia sẻ rất là nhiều về cái vấn đề về làm sao để có thể là học súng một cách nhanh nhất có thể, hiểu biết về pháp luật, hiểu biết về cách thao tác những cái tháo lắp súng, rồi những cái bài thi test để cho chúng ta có thể là hiểu được như luật pháp một cách rất là cụ thể, để chúng ta có thể ra ngoài những cái tiệm súng để mình mua súng. Nhưng mà hôm nay thì Quốc Võ sẽ chia sẻ một vài cái câu chuyện về cái những cái vũ khí mà nó không cần phải có giấy phép, tức là được pháp luật cho phép tự vệ khi mà bị tấn công bởi những cái người xấu. Các bạn cũng từng biết rằng là nó có nhiều cái vũ khí mà nó gây sát thương nhẹ, ví dụ như là stun gun, tức là roi điện nè, ví dụ như là pepper spray, bình xịt hơi cay nè, ví dụ như là súng BB gun, vân vân. Thì hôm nay Quốc Võ sẽ review cho các bạn một vài cái món đồ tự vệ ở trên bàn đây. Thì thí dụ như là một cái stun gun có nghĩa là roi điện các bạn, roi điện đó. Thì đây trên tay Quốc Võ là một cái roi điện mà Quốc Võ thường hay chỉ cho các anh em, đặc biệt là những bạn nữ, những cái người mà chân yếu tay mềm nó có thể sử dụng được những cái roi điện này. Nó giống y chang như cái điện thoại di động vậy các bạn, nó cũng nhỏ bằng cái size đó thôi, nhưng mà nó rất là mạnh. Đây là một trong những cái loại roi điện mà Quốc Võ khuyên những chị em phụ nữ thường nên dùng cái loại này. Đó, mình có thể cầm trên tay khi mình đi ra ngoài những cái khu parking, thí dụ như mình đi mua sắm ở trong những cái mall đây, thì mình đi ra ngoài vào những cái buổi chiều chạng vạng tối mà lúc đó thì lúc đó nó ít người qua lại đó, nó vắng vẻ đó, thì các bạn nên xài cái loại này. Mình cầm trên tay giống như là mình đang cầm một cái điện thoại di động vậy đó, để cho chúng ta có thể là chúng ta tự vệ. Thí dụ như ăn cướp nó tới đó thì chúng ta là có cái để mà chúng ta chích điện đó. Cái này nó không có nguy hiểm tính mạng, cái này nó rất là mạnh, cái lượng vô nó rất là mạnh. Tuy nhiên thì nó giật một cái là làm cho bất tỉnh thôi, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì tỉnh dậy là đi về thôi, chứ không có gây thiệt hại tính mạng gì hết, cho nên mình không có sợ là giết người đó. Thì ở đây các bạn biết rằng là cái này rất là tiện lợi các bạn. Các bạn thấy không, rất là nhỏ gọn nè, nhỏ gọn, cầm trên tay rất là nhỏ gọn ha, nhỏ gọn như giống cái điện thoại di động thôi, màu đen. Thì nhưng mà nó có, thứ nhất là nó có điện pin nè các bạn nè, đèn pin thấy không, nó có đèn pin thấy không, đó nó có đèn pin rọi buổi tối, thí dụ như cần đi ra ngoài không thấy chìa khóa xe, thí dụ như mình bị rớt chìa khóa xe dưới đất thì mình tối mình thấy thì mình có thể là rọi đèn pin, mở đèn pin lên mình rọi ha, các bạn thấy rõ ràng không, đèn pin rọi rất là sáng. Thứ hai nữa là cái công tắc này nó có hai cái nắp, một cái nắp đẩy lên là đèn pin, cái nắp đẩy lên thêm một cái nữa đó là roi điện là sử dụng. Thì các bạn thấy rằng là đẩy lên là cái đèn đỏ nó bật lên ha, đèn đỏ nó bật lên đúng không, thì nó có một cái nút tròn tròn cho đây nè, nút tròn nè, mình bấm vô một cái là nó điện xẹt, ha, đó rất là mạnh các bạn, rất là mạnh ha, nó rất là mạnh các bạn đó. Nó rất là nhỏ gọn mà dễ xài, mình cầm trên tay của mình thôi. Nó có công tắc on off này đàng hoàng, thí dụ như mình không còn xài nữa thì mình off lại, khi mình xài thì mình on lên đó, rất là dễ luôn. Và khi mình ra ngoài chỗ tối đó mà mình cần thủ thân đó, thì cái ngón tay cái mình lúc nào cũng để trên cái nút on off này nè, khi cần là mình đẩy lên liền ha, khi cần mình đẩy lên là chơi tiếp liền ha, bình thường thì mình tắt lại đó, khi cần là mình đẩy lên đó, khi đẩy lên là cái đèn đỏ nó hiện lên, còn khi mình tắt là đèn đỏ nó tắt ha, rất là dễ xài, nhỏ gọn. Khi mà mình hết pin thì sao, hết pin hả, rất là dễ luôn các bạn, mình sạc pin luôn là mình đẩy cái nút lên nè, đó ha, đẩy nút lên là mình cắm thẳng vào trong ổ điện mình xài luôn, mình sạc luôn, mình sạc luôn, rất là dễ các bạn đó nè, không các bạn thấy không, khi mà mình hết pin á là mình cắm vào trong ổ điện là mình sạc luôn, không cần phải thay pin thay gì hết, nó rất là tiện lợi cho mình luôn á. Cái này nè, cái này là Quốc Võ hình như là mua là khoảng chừng $25 cho một cái này thôi, tại vì Quốc Võ mua là với cái giá gốc, mình có cái bằng về an ninh đó, cho nên là mình vào trong cái website mà chuyên nghiệp để cho bán những vũ khí mà về an ninh đó, cho nên mình mua với cái giá rất là rẻ, chỉ 25 đồng thôi một cái này nó rất rẻ đó. Thì nếu mà các bạn nào mà cần mua thì cái liên lạc với Quốc Võ, Quốc Võ sẽ mua giùm cho với giá gốc thôi, rất là rẻ các bạn, và rất tiện lợi luôn, không cần xài pin luôn, pin nó có sẵn và mình chỉ cắm và mình sạc trong ổ điện là mình sạc luôn, là mình xài rất là lâu. Đây ha, các bạn thấy không, rất là đơn giản, nhỏ gọn trên tay. Thì đây là một
một cái loại nó gọi là stun gun, tức là roi điện. Rồi, rồi cái vấn đề về cái pepper spray tức là cái bình xịt hơi cay đó, thì Quốc Võ khuyên các bạn không nên xài. Tại sao? Thứ nhất á, là cái pepper spray nó chỉ là xịt hơi cay thôi, tức là tiêu với lại ớt gì đó, nó làm trong cái nước hòa tan đó, rồi nó xịt vô mặt mình, mà nó xịt cái tầm gần sát luôn vô mắt á, thì lúc đó thì mình mới không thấy đường, chứ còn mấy nếu bình thường thì nó ở ngoài đường là gió mấy rồi các bạn, cho nên là nó không có good, mới không có ảnh hưởng nhiều tới cái người mà cái tên cướp mà muốn tấn công mình. Ví dụ tên cướp muốn tấn công mình mà mình rút ra cái đó là mình xịt vô mặt nó đó, đôi khi gió ngược chiều á, ví dụ như gió ngược chiều mình thì mình xịt nó vô mặt mình luôn á, chứ không phải vô mặt tên cướp nữa, nó rất là khó. Cho nên đó là lý do Quốc Võ không có khuyên là xài cái bình xịt hơi cay chút xíu nào cả. Đó, nó không có tác dụng nhiều các bạn. Mình khuyên xài nên xài cái stun gun này là một. Hoặc là cái con dao sếp. Con dao sếp thì đây là một con dao sếp mà Quốc Võ thường hay khuyên những cái người mà đàn ông. Nó dành cho thanh niên. Đó. Phụ nữ thì ít xài cái này, nhưng mà thanh niên hay xài cái này, tức là con dao sếp này. Con dao sếp này là thanh niên nào cũng phải có một con dao một cây ở trong người. Bất cứ một thanh niên nào mà cũng phải có một con dao này ở trong người các bạn. Thứ nhất là cần phải gọt, cắt cái này cắt cái nọ, hoặc là gọt hoa quả, hoặc là gọt trái cây, hay là bất cứ một cái gì cần con dao là con dao phải có con dao này. Và có thể là chúng ta sẽ chống lại bọn cướp, chống lại những người mà tấn công mình bằng con dao này. Đây các bạn thấy không, con dao này rất là bén, cực kỳ bén luôn các bạn, rất là bén. Và nó xếp lại rất là gọn, và mình bọc trong túi mình, nó có một cái đồ để móc trong túi mình, rất dễ dàng luôn, mình không có sợ bị đứt trong người, tại vì mình xếp lại ha, gấp lại là xếp lại bình thường, rất là nhỏ gọn cho tay mình này ha. Dao nè các bạn, đó, cái cán nó bằng gỗ luôn, rất đẹp các bạn ha. Khi mà bung ra nè, đó ha, bung ra rất là bén các bạn. Thì khi mà mình có con dao này trên tay là mình có thể chống cự lại bọn cướp, những người tấn công mình rất là dễ dàng, rất là dễ dàng, các bạn thấy không, đó, rất dễ dàng, bén dễ sợ luôn, rất là bén các bạn, rất là bén. Khi không xài nữa mình chỉ cần xếp lại thôi là xong. Đó, rồi mình nhét trong túi quần của mình. Đúng không ạ? Con dao này là người thanh niên nào cũng cần phải có con dao nó giống như vậy. Nó có nhiều, rất nhiều loại dao ở trên thị trường bán, mà mình phải biết cái loại nào tốt, cái loại nào mà nó chất lượng cao thì mình mua, càng mắc tiền nào càng tốt thì nấy. Và mình nên có một con dao trong túi nha các bạn nha. Ok. Rồi, một cái vấn đề nó có vẻ cao cấp hơn chút xíu nữa. Nó cao hơn là cái gì? Quốc Võ muốn chia sẻ cho các bạn một cái loại vũ khí mà nó có vẻ nó cao cấp hơn, nó gọi là BB gun. BB gun tức là một cây súng mà nó bắn bằng đạn BB. Bắn bằng đạn bi á. Thì đạn bi nó có nhiều loại đạn nó bằng nhựa, bằng cao su, hoặc là loại đạn nó bằng kim loại. Nhưng mà Quốc Võ khuyên các bạn nên dùng đạn bằng kim loại nha, đạn bằng sắt. Thì súng mà bắn đạn BB gun á, ở trên thị trường nó có rất là nhiều loại khác nhau, và nó tùy vào những cái brand name mà giá cả khác nhau. Nhưng mà có phải khuyên các bạn nên mua, chọn những cây súng nào mà nó có design theo những cái brand name mà nổi tiếng trên thị trường. Ví dụ như là hiện tại bây giờ Quốc Võ đang ở trên bàn đây là những cái súng mà cái hiệu là Glock. Hiệu Glock thì là ai cũng biết hết đó. Những dân chơi súng mà nhìn tới cái hiệu Glock này đó thì là ai cũng biết là cái hiệu này là hiệu rất là nổi tiếng, phải không ạ? Hầu như những người chơi súng nào họ cũng sử một cái Glock này. Thì cái Glock này đó là nó rất là bền nè, nó rất là nhìn vô là biết là cái lock rồi. Cho nên khi mà bạn cầm một cái lock mà giả trên tay đó, thì mấy tụi cướp nó nhìn mình nó cứ tưởng mình là cầm cái lock thiệt không à. Cho nên nó cũng sợ, nó cũng ngán, nó thấy mình có súng nên nó ngán. Cho nên các bạn cầm trên tay một cái cây súng nào mà nó không có cái brand name gì cả, thì đôi khi thằng cướp nó là biết là mình cầm súng giả, cho nên nó tại tấn công mình. Cho nên đó là lý do tại sao mình tìm mua một cái súng BB gun nào mà nó có cái brand name, nó trùng với lại cái brand name của cái súng thật thì mình nên mua. Thì ở trên bàn các bên trên bàn cũng gọi là cái súng này là súng lock, cái lock, mà cái lock này là cái lock thiệt nha các bạn nha, cái lock một thiệt 100%, để cho mình phân biệt nó giả nó khác cái thiệt chỗ nào nha các bạn nha. Đây là cái lock 17 bắn đạn 9 ly là lock thiệt. Hay ha, Quốc Võ đã tháo đạn hết rồi, không còn có đạn trong đây, tức là cái lock này là lock thiệt 100% nha các bạn nha. Rồi, đây là lock thiệt ha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái lock giả ra cho các bạn phân biệt cái nào giả cái nào thiệt nha các bạn nha. Ok,
cây lốc này là cái lốc mới tin 100% mà Quốc Võ mua để đóng phim thôi. Đây cái lốc. Cái lốc này là cái lốc giả. Đây là băng đài của nó. Đây. Còn lốc này lốc thiệt. Các bạn so sánh thử coi hai cây coi. Nó khác nhau chỗ nào không? Hai cây đều lốc 17 hết. Cây bên đây là thiệt, cây bên đây là giả. Sức nặng bằng nhau. Cái size của nó bằng nhau luôn. Y chang như nhau luôn. Hai cái size bằng nhau luôn. Mà mẫu mã, tên tuổi, địa chỉ, quê quán y chang như nhau các bạn, không khác chút xíu nào cả. Sức nặng tương đối với nhau, tương đương với nhau luôn các bạn. Như vậy bây giờ mình sẽ còn tráo qua tráo lại thôi một lúc thôi. Đó, mà nếu mà mình không tin ý là mình sẽ không nhận ra cây nào thiệt cái làm giả luôn các bạn. Giống y chang như nhau luôn các bạn. Thấy chưa? Đó. Cây này là cây thiệt nha. Ok, để ra riêng bên. Bây giờ mình nói tới cây giả nè. Cái cây giả này nó xài thế nào? Nó xài cái thao tác xài y chang như cây thiệt luôn các bạn. Đó, nhưng mà nó giả là nó không bằng đắn bắn bằng đạn thiệt mà nó bắn bằng đạn BB gun. BB gun là một cái loại đạn nhỏ xíu như bằng kim loại, nhỏ xíu màu trắng trắng, nhỏ xíu như ngón tay nè. Và cái băng đạn này nó cài vô được tới là gần 16 viên BB gun là các bạn. Đó. Thì mình nó có hai cái loại ga để mà xài. Một cái loại là nguyên cả một cái tube là CO2 bỏ vô trong cái băng đạn này luôn. Mình vừa bỏ đạn, mình vừa bỏ ga vô trong đây luôn mà bằng một tube CO2. Còn một cái loại thứ hai nữa đó là mình có một cái bình lớn. Cái bình lớn nó gọi là green gas, cái bình lớn như nè. Là mình bơm trực tiếp vào trong cái đít của cái băng đạn này. Đó, bơm như đây luôn. Nhưng mà mình xài cái bình mà CO2 đó, cái bình nhỏ đó thì mình sẽ bắn được mạnh hơn và bắn được lâu hơn là mình bơm thẳng vào trong cái magazine. Đó, thì nó có hai loại. Nhưng mà một cái vỏ khuyên các bạn á là nên xài bằng cách như gì? Nên xài là mình mua xài một cái clock chống dày và mình nên mua cái loại clock mà nó có cái bỏ nguyên cái bình CO2 vô trong đây nè để mình xài bắn được nhiều viên và đất bắn được mạnh hơn. Đó, bắn được lâu hơn. Đó, nó là như vậy. Đó, thấy không? Tức là trong cái đây nó có sẵn là ga sẵn, bốc vào đợi sẵn nè, cho nên bắn là nó blowback. Nó blowback nó trả về giống y chang súng thiệt các bạn nè, các bạn coi nè. Coi nha. Thấy không? Thấy không? Đó. Tức là như vậy. Thì cái khẩu súng này đó mình có thể để ở nhà cũng được, mình có thể đem trong xe cũng được để mình phòng thân thôi. Nhưng mà mình đừng có show up ra ngoài công cộng nha các bạn nha. Bởi vì thí dụ ra mình ngoài công cộng mà cảnh sát thấy được là họ bắt mình liền. Tại vì cái súng này giống như súng thiệt quá. Họ chưa biết mình là xài súng nào, súng giả hay súng thiệt chưa biết. Nhưng mà họ thấy cái súng này là họ bắt mình liền. Họ tới hỏi mình có giấy tờ không. Rồi, hoặc là mình mà khoe khoang, mình đem ra ngoài mình khoe khoang á, thì sẽ bị người khác báo cảnh sát. Hoặc là những người khác họ tưởng là mình bắn người ta rồi người ta bắn mình lại. Mà té ra súng mình súng giả hay súng thiệt. Rất là nguy hiểm. Trên thứ nhất là mình để tại nhà. Thứ hai là mình để trong xe để phòng thân khi mà cướp tới tấn công mình là mình bắn người ta. Đó, mình bắn người ta. Thì cái đạn BB gun nhỏ xíu vậy này là nó nếu mà bắn tầm gần nó sẽ lủng thịt nha các bạn nha. Ví dụ bắn vô mắt, đuôi mắt chẳng phải dẫn đâu. Cho nên là cũng nguy hiểm lắm, cho nên không phải là gì đâu. Cho nên mình phải cẩn thận bất cứ một loại vũ khí nào thì các bạn phải học qua một khóa an toàn. Súng giả, súng thiệt, doesn't matter, không thành vấn đề, vẫn phải học qua một khóa an toàn. Ví dụ như các bạn muốn mua súng này thì các bạn nên liên lạc với Quốc Võ. Quốc Võ sẽ có thể thứ nhất là mua giùm các bạn, thứ hai là Quốc Võ sẽ chỉ cho các bạn một cái thao tác tháo ráp rồi lau chùi rồi lắp khí, lắp đạn vô làm sao, lắp không khí vô làm sao, khí ring gas vô làm sao để cho bắn và khi nào và cần bắn, khi nào không cần bắn và thứ nhất mà không bắn thì mình khóa an toàn như thế nào. Đó, đó là những cái vấn đề rất là cần thiết mà mình phải tham khảo trước khi mình mua một cái súng bắn bạn BB gun. Đó. Còn mà súng thiệt thì càng khó hơn nữa. Mình hiện tại bây giờ là cũng rất là khó khăn khi mà mua súng bởi vì bây giờ người ta mua súng hết trơn rồi. Khó tìm mua lắm. Cho nên tốt nhất đối với người nào mà các bạn muốn là một cái gì đó để phòng thân mà không có gây sát thương nặng cho người đối diện đó thì các bạn nên mua một cái súng BB gun như thế này. Hoặc là các bạn mua những cái stun gun roi điện như thế này hoặc là một con dao bấm như thế này. Đó, chớ mình khoan nghĩ tới cái chuyện mua súng thiệt.
khi nào các bạn mà có ý định mà như này thế này thì các bạn phải tham khảo kỹ mua súng thiệt. Còn nếu những cây BB gun như thế này thì các bạn cứ việc tham khảo với quốc võ sẽ chỉ các bạn mua cây súng nào tốt nhất và giá cả bao nhiêu như thế nào. Cây này thì khoảng chừng hơn 200 đồng cho một cây thôi. Đó, cây súng này. Không ạ, giống y chang như khác băng mà. Rồi, cái đây là cây súng này, cốp này. Có một cái cây thứ hai nữa mà quốc võ muốn chia sẻ với các bạn, rất là độc đáo luôn, tuyệt vời luôn các bạn. Quốc võ mới vừa về hàng. Là cây này. Cây này nó cũng là lọt lót luôn. À, nhưng mà nó khác nhau chỗ nào? Cây lót này nó nhỏ hơn. Cây lót này nhỏ hơn. Cây lót này lớn hơn. Tại sao lớn hơn nha? Bây giờ mình show cho các bạn coi ha. Ok. Cái kích cỡ của cái cây lock này nó bằng cái lock hồi nãy. Kích cỡ nó bằng luôn các bạn. Đây. Kích cỡ nó bằng cây súng thiệt luôn ha. Hai cái bằng nhau. Nó cũng là lock 17 luôn. Nhưng mà tại sao cái hộp nó lại lớn hơn là tại sao, lý do gì? Tại vì cái băng đạn nó dài hơn. Đó, băng đạn này các bạn nè. Cái băng đạn rất là dài luôn các bạn nè. Nè các bạn coi nè. Cái băng đạn nó lòi ra một khúc luôn nè các bạn, thấy không? Tại sao nó lại dài như vậy, để làm cái gì? Tại vì nó làm như vậy để chứa nhiều đạn hơn. Cái băng đạn này chứa được 30 viên lận, 30 viên đạn trong đây. Và cái súng này đặc biệt một điều á là nó bắn la fan luôn, nó gọi là automatic. Tức là cái súng này nó mạnh hơn cái súng mà vừa rồi, là ở chỗ là nó vừa bắn từng viên bột mà nó vừa bắn automatic được luôn, tức là bắn la fan được luôn, rất là hay. Đây nè, bây giờ Quốc Võ sẽ chỉ cho em coi các bạn nè. Ha. Bây giờ mình sẽ bắn từng viên nè. Bắn từng viên ha, bắn từng viên. Bây giờ Quốc Võ có một cái con gạt ở đây, một con vài gạt qua cái là nó bắn la fan nè các bạn nè. Coi này nha, bắn la fan nè. Thấy chưa? Thấy không? Nó bắn la fan luôn các bạn. Bắn từng viên một là. Đó, thấy chưa? Tức là cái cây súng này nó power, nó mạnh hơn là một cái cây handgun mà nó bắn được la fan luôn các bạn, rất là ngầu luôn. Cho nên khi mà các bạn xài cái loại súng này đó thì là mình tấn công đối thủ đó, nó nhanh gọn hơn. Một lần mình bóp còn cái nó ra mấy hàng chục viên lận, cho nên là nó rất là nhanh. Cho nên đó là lý do cái súng này nó mắc tiền hơn cái súng hồi nãy rất là nhiều. Và Quốc Võ thường khoái cái súng này, rất là khoái súng này rồi. Cái súng này các bạn đạn rất là nhiều viên nè, 30 viên trong đây nè các bạn. Đó, thấy không? Băng đạn rất là dài luôn nè. Thấy chưa? Đó. Ngầu không? Đó. Đó. Thì đó là những cái món đồ chơi mà chúng ta có thể là mình chia sẻ để làm chi, để mình giúp cho những cái người mà đồng hương của mình á, người Việt Nam của chúng ta đó, có thể có một cái gì khái niệm để chúng ta mà khi mà gặp cướp nó vào nhà mình hoặc là nó tấn công mình bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào á, thì mình cũng có cái để mình phòng thân. Nó vô nhà mình thì cái chức mình cũng có cái gì đó phòng thân để mình tấn công nó. Thí dụ nó thấy cầm cái súng ở trên tay là nó tưởng này chắc dân chơi thứ thiệt rồi, là nó bỏ nó chạy rồi chứ nó đâu có đứng lại làm gì nữa, phải không ạ? Đó, nó đâu biết mình là súng thiệt súng giả đâu, nó thấy giống quá mà, giống quá thì nó bỏ chạy mất tiêu rồi. Thì đó là cũng có cái cách để mình phòng thân ở trong nhà của mình, bảo vệ cho gia đình của mình. Đó, còn nếu như các bạn mà có am tường về súng thiệt thì các bạn đâu có cần phải nói làm gì nữa. Cái này là súng thiệt thì nói làm gì nữa, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ mình chưa có súng thiệt thì mình xài súng giả đỡ. Súng này mua không cần phải giấy tờ, không cần có gì hết. Mình chỉ cần chứng minh mình là trên 18 tuổi thôi là ok rồi ha. Chứng minh mình gửi một cái ID có ngày sinh của mình, mà trên 18 tuổi là mình có thể mua được súng này rồi. Rất là dễ dàng các bạn, rất dễ dàng. Đó, này ha. Rồi một cái này hồi nãy Quốc Võ quên nói giới thiệu cái này. Cái này cũng là một cái roi điện luôn. Nó vừa đèn pin mà nó vừa roi điện, mà nó dành cho cảnh sát hay xài cái loại này. Tuy nhiên Quốc Võ cũng có thể mua được cái loại này, tại vì mình có cái bằng về an ninh, cho nên mình có thể mua được cái loại này. Thì cái loại này nó vừa là đèn pin, nó vừa đèn pin. Đây, thấy chưa? Đèn pin này rất là sáng các bạn, sáng cực kỳ luôn. Và nó vừa là roi điện luôn, nó vừa là roi điện luôn. Đó. Thế rồi roi điện các bạn coi nè. Thấy chưa? Rất là mạnh các bạn. Rất mạnh. Thì cái này nó mạnh hơn cái nãy.
Cái này chúng ta có thể là để trong xe, trong xe luôn. Chứ cái này mình cầm ra ngoài đường thì nó to quá, nó không có hợp lý. Mình để trong xe mình khi mà ăn cướp nó tới là mình chọt nó một cái là nó chết, giật là nó ngất xỉu liền. Chứ mình không cầm ra đường, cái này nó hơi to, không? Mình cầm ra đường thì cầm cái này là ok rồi, cái này là cỡ cái này là cầm trên tay là giống như điện thoại là ok rồi. Còn cái này thì nó hơi to, nhưng mà cái này rất là mạnh. Mình để trong xe mình ăn cướp nó tới mà nó vô nó trắng lột trong xe mình á là mình chọt nó một cái. Chọt một cái là nó bỏ đi chạy liền. Hoặc là nó giật là nó bất xương bất tỉnh liền. Đó. Đó là những gì mà Quốc Võ muốn chia sẻ ngày hôm nay. Thì nếu các bạn có những câu hỏi nào cần hỏi đó thì các bạn hãy liên lạc Quốc Võ bằng những cái comment. Thì Quốc Võ sẽ chỉ cho các bạn nó tường tận hơn về một số những cái loại vũ khí mà có thể là để chống lại những cái gì mà họ cướp, họ tấn công mình. Chứ mình không có lấy dùng những cái này để mình ra đường mình khoe khoang hoặc là mình làm ảnh hưởng tới người khác thì không nên, phải không ạ? Cho nên là đó là những gì một vợ muốn chia sẻ hôm ngày hôm nay. Và xin chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tạm biệt các bạn, I love you.